Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 27 tháng 11 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, tại miền Bắc, thời tiết đang trong giai đoạn tương đối ổn định. Dự báo trong ngày và đêm nay, thời tiết vào ban ngày có nắng hanh xuất hiện từ sớm. Thời tiết khô giáo không mưa. Trạng thái thời tiết như này được nhận định sẽ còn lặp lại trong vài ngày tới, nên nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và lưu thông đường dài của người dân. Cùng với nắng, trưa chiều cũng có cảm giác ấm áp với mức nhiệt độ phổ biến là từ 24 đến 27 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có thể lên đến mức là từ 28 đến 30 độ. Tuy nhiên, về ban đêm, mức nhiệt lại nhanh chóng hạ xuống thấp, chỉ từ 16 đến 19 độ tại Trung Du Đồng Bằng và từ 12 đến 15 độ tại vùng núi, trời rét về đêm và sáng. Đến với khu vực Trung Bộ, dưới tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình, trong ngày hôm nay, khu vực có mưa rào rải rác, lượng tuy không quá nhiều nhưng có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Nhiệt độ cũng chưa có cơ hội tăng cao, cao nhất ngày từ 26 đến 29 độ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, mức nhiệt thấp hơn từ 1 đến 2 độ, trời lạnh về đêm và sáng. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Khánh Hòa, lượng mưa sẽ tập trung nhiều hơn. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to do tại đây chịu thêm ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào, nên người dân cần lưu ý cảnh giác với lũ trên các sông suối vẫn ở mức báo động 2, báo động 3, cũng như khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất đá hay là ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đặc biệt là khu vực Nam Bộ vừa qua là nơi hứng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cơn bão số 9 với những trận mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong ngày hôm nay, mặc dù cơn bão đã hoàn toàn suy yếu thành vùng thấp nhưng vẫn còn gây mưa cho khu vực phía Nam Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Sau đó, càng về chiều tối, lượng mưa sẽ giảm dần và từ ngày mai, mưa rông chỉ còn ở diện vài nơi, thời tiết tốt dần trở lại. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vào khoảng từ 19 đến 23 độ, thời tiết khô giáo, không mưa. Đến trưa chiều, nhiệt độ dần tăng lên ngưỡng là từ 26 đến 27 độ. Nắng ấm nên không còn cảm giác trời rét nhẹ như vào sáng sớm. Tuy nhiên, trời khá hanh khô nên quý vị và các bạn lưu ý uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh để cơ thể tăng sức đề kháng chống lại các bệnh về đường hô hấp rất dễ xảy ra trong kiểu thời tiết này. Tại thành phố Hải Phòng hầu như cũng không có mưa, ngày có nắng ấm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 18 đến 26 độ. Lưu ý một chút là vào sáng sớm sương mù nhẹ có thể gây cản trở tầm nhìn, đặc biệt là với tàu thuyền lưu thông trên biển. Cùng với gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Do vậy các hoạt động đánh bắt xa bờ, bà con ngư dân cũng cần lưu ý tình trạng biển động. Tại thành phố Vinh trong ngày hôm nay, đôi lúc xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác do hoạt động của đới gió Đông Bắc. Mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng là 26 độ. Đêm và sáng sớm trời hơi xe lạnh với nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 20 đến 22 độ, nên thời tiết nhìn chung vẫn tương đối dễ chịu. Đến với thành phố Đà Nẵng, các hoạt động giao thông, du lịch trong ngày hôm nay vẫn gặp cản trở đôi chút do mưa vẫn còn xuất hiện bởi hai hình thế là gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Lượng mưa tuy không quá nhiều nhưng có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Nên khi lưu thông, quý vị và các bạn cần lưu ý hạn chế tốc độ đề phòng đường trơn trượt. Nền nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố được dự báo dao động từ 22 đến 27 độ. Tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Ngày hôm nay mưa đã có xu hướng giảm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn còn xảy ra ở diện giải rác nên mức nhiệt độ tại đây chưa tăng quá cao. Trưa chiều chỉ dao động xung quanh ngưỡng là 30 độ. Tuy nhiên, sang đến ngày mai, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh, nắng xuất hiện nhiều trở lại, cùng nền nhiệt độ tăng dần, thuận lợi hơn cho người dân trong các hoạt động dọn dẹp, hong phơi, khơi thông cống rãnh, hậu quả từ ngập úng do những trận mưa lớn vừa qua để lại. Đến với thành phố Cần Thơ thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ, dự báo trong ngày hôm nay trời nắng, mưa rông có thể xuất hiện nhưng lượng không quá nhiều, nên nhìn chung không gây trở ngại đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con cư nông dân. Mức nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ so với 24 giờ trước, cao nhất ngày vào khoảng từ 29 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành!